Chào quý vị và các bạn đến với những tình tiết mới nhất của bộ phim Hương vị tình thân. Hương vị tình thân tập 129, tập phần 2 tập 58. Bà Sa sẽ quay đầu trở thành nhân chứng quan trọng sau khi bị ông Sinh lột mặt nạ. Bộ phim Hương vị tình thân tập 129, ông Sinh lột mặt nạ của bà Sa, tố tội lỗi phản bội chồng có con riêng với người tình và lập mưu hãm hại chồng. Liệu bà Sa có quay đầu hay không? Hương vị tình thân tập 129, tức phần 2 tập 58 hé lộ phân cảnh ông Sinh lớn tiếng tố cáo bí mật xấu xa của bà Sa. Cuối cùng thì bí mật phản bội chồng rồi có con riêng với người tình của bà Sa đã bị bại lộ. Ông Sinh quát, chính vì thằng bố mày mà tao đã chịu 20 năm tù án. Cũng chính vì mày phản bội chồng mày, chúng mày âm mưu trừ khử lão Thắng để có con riêng với lão Tấn. Bây giờ ba mẹ con chúng mày sẽ phải trả giá nghe chưa? Lời vạch trần của ông Sinh khiến cho bà Sa òa khóc, vẫn phủ nhận tội lỗi của mình. Dũng thắc mắc không tin vào sự thật này, Nam Chí thẳng vào mặt Dũng, hóa ra mày mới là kẻ giết người. Các người đã hiểu cảm giác của tôi chưa? Rồi, các người sẽ phải nhận lại tất cả những gì các người đã đối xử với tôi. Không những như vậy, Nam quay ra nói với Thi là bà Sa. Bà, luật nhân quả không chừa một ai đâu bà Sa. Cô nữa, cô đáng bị như thế lắm. Nghe vậy, Thi như phát điên. Ở một diễn biến khác, Nam đã biết chính xác mình có bầu và nhớ lại chuyện Long Dụ mình mang thai đôi để vượt mặt vợ chồng em trai khi hai người đi chơi ở Ninh Bình. Khi đó, Long nói với vợ, mình là thua vợ chồng Phú Huy rồi đấy. Bây giờ chỉ còn đúng một cách là em sinh đôi cho anh, hai đứa. Một là mình lội ngược dòng ngay. Trong khi đó, Dũng phát hiện khi thấy Diệp đi với người khác sau khi cự tuyệt mình, Dũng chặn đầu xe để gây sự. Thế vậy, Diệp xuống xe để nói chuyện. Dũng tỏ thái độ ghen tuông ra mặt và tra hỏi xem người đàn ông chở Diệp là ai. Dù Diệp nói đó là giáo viên thể dục, nhưng Dũng càng tỏ ra khó chịu. Dũng phản ứng, em đừng có mà nói dối. Có mà tài xế riêng của em thì có. Liệu việc bóc trần sự thật là giấc mơ của bà Sa hay của Thi? Liệu bà Sa có quay đầu, có đứng ra làm chứng cho ông Sinh sau tất cả mọi chuyện hay không? Diệp có quay lại với Dũng hay không? Chúng ta cùng nhau chờ đón những tình tiết mới nhất trong bộ phim Hương vị tình thân nhé.